Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Giáo viên bộ môn sinh học. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần chữa đèn trắc nghiệm sinh học 10 và nội dung cần chữa đó là bài thứ 9, tế bào nhân thực. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào nội dung bài chữa ngày hôm nay. Câu hỏi thứ nhất như sau: loại bảo quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là A là ribosome, B là bộ máy Golgi, C là lưới lượng chất và D là tinh thể. Thì ở đây chúng ta để ý là nó sẽ cung cấp năng lượng cho tế bào. Ở ribosome thì là gì ạ? Là tạo ra hay là sản xuất ra protein. Tiếp theo, bộ máy Golgi là đóng gói các sản phẩm, đúng không ạ? Còn lưới nội chất thì sẽ giúp cho tế bào trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Cuối cùng, tinh thể chính là cái bảo quản cung cấp năng lượng cho tế bào hay là được so sánh với nhà máy điện của tế bào. Câu thứ hai, đặc điểm nào sau đây không phải cấu tạo của tinh thể? A là trong tinh thể có chứa ADN và ribosome. B là hình dạng kích thước số lượng tinh thể ở các tế bào là khác nhau. C là màng trong của tinh thể chứa hệ enzyme hô hấp. Và D là tinh thể được bọc bởi hai lớp màng trộn nhẵn. Các bạn để ý ở đây là không phải nhé. Chúng ta có chất đèn tinh thể chứa ADN và ribosome. Đáp án A đúng. Hình dạng kích thước số lượng tinh thể ở các tế bào là khác nhau. Cái này cũng đúng. Ví dụ như ở tế bào cơ tim thì chứa nhiều. Cái tế bào cơ thì sẽ chứa nhiều tinh thể hơn. Ý C, màng trong của tinh thể chứa hệ enzyme hô hấp. Cái này cũng đúng. Cuối cùng, tinh thể được bọc bởi hai lớp màng trơn nhẵn. Ý D sai, bởi vì tinh thể được bọc bởi hai lớp màng, tuy nhiên lớp màng ngoài trơn nhẵn, còn bên trong thì gấp khúc tạo thành các màng. Đáp án sai chúng mình ở đây là đáp án D, được chưa? Đáp án của chúng mình ở đây là đáp án D, được chưa? Rồi, câu thứ 3. Các tế bào sau đây trong cơ thể người, tế bào có nhiều tinh thể nhất là loại tế bào nào? A là hồng cầu, B là cơ tim, C là biểu bì và D là xương. Thì như cô đã trình bày cho các bạn ở câu trước thì ở các cái tế bào cơ cần phải hoạt động nhiều với cái công suất lớn. Vì vậy nên ở tế bào cơ tim thì nó sẽ có nhiều tinh thể nhất để nó tạo ra nhiều năng lượng nhất. Đáp án của chúng mình là đáp án B. Câu thứ tư, grana là cấu trúc có trong loại bảo quan nào? A là tinh thể, B là trung thể, C là lục lạc và D là ribosome. Thì ở đây nói grana thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái cấu trúc gì ạ? Đến lục lạc, đúng không ạ? Grana là một cái bảo quan mà có trong lục lạc và là cấu trúc gồm các túi dẹp xếp chồng lên nhau, chặt có trong lục lạc. Đáp án của chúng mình là đáp án C. Câu thứ năm, lục lạc không có cấu trúc nào sau đây? Thứ năm, lục lạc không có cấu trúc nào sau đây? A là hình bầu dục, B là được bao bọc bởi một lớp màng đơn, C là bên trong có khối cơ chất không màu gọi là chất đèn stroma và D là các hạt nhỏ nằm trong chất đèn. Thì đây chúng ta thấy là câu hỏi trước của chúng ta vừa mới hỏi là grana là cấu trúc ở trong bào quan nào thì chúng ta có đáp án là lục lạc. Vậy nên đáp án D đúng. Trong lục lạc thì có khối chất đèn stroma và ở đây thì có chứa một số các loại bào quan khác, ví dụ như là ribosome hoặc là có thể chứa các cái acid nucleic. Đối với được bao bọc bởi lớp màng đơn thì chúng ta thấy là đáp án này sai rồi, bởi vì lục lạc là một bào quan có màng kép, được chưa? Lục lạc là một bào quan có màng kép và đáp án của chúng mình sẽ là đáp án B. Câu thứ 6, lục lạc có chức năng nào sau đây? A là chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa năng, B là đóng gói vận chuyển các sản phẩm hữu cơ ra bên ngoài, C là chuyển hóa đường và phân hủy các chất độc hại trong cơ thể.
D là tham gia vào quá trình tổng hợp và vận chuyển lipid. Thì chúng ta thấy ở đây đáp án C và đáp án E là chức năng của người nội chất trơn. Tiếp theo, đóng gói vận chuyển các sản phẩm hữu cơ ra bên ngoài là chức năng của thể Golgi. Vậy nên chúng ta chỉ còn có đáp án A là chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa năng mà chức năng của lá thôi, đúng không ạ? Và đây cũng là chức năng của những cái loại mà có lục lạc trong cơ thể, có lục lạc trong tế bào của nó có lục lạc. Còn ví dụ như là nấm hay là động vật chẳng hạn thì nó sẽ không có, trong tế bào của nó không có chứa lục lạc nên không có khả năng tự dưỡng. Câu thứ 7, các bào quang có axit nucleic ngoài nhân là A là tinh thể không bào, B là không bào và ribosome, C là lục lạc và lysosome và D là tinh thể lục lạc. Thì chúng ta nhớ là ở lysosome này nó chứa enzyme phân hủy các cái tế bào già, tế bào chết, vân vân, các một số các đại phân tử hữu cơ. Về không bào này thì tùy xem ở động vật hay ở thực vật. Ở thực vật thì nó có thể là chứa các sắc tố này, có thể là có không bào ở rễ làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng nữa, hỗ trợ cho việc hút nước và muối khoáng. Còn vậy nên chúng ta có thể loại ra những cái đáp án mà có lysosome mà không bào, chúng ta chỉ còn đáp án D là tinh thể và lục lạc thôi, được chưa ạ? Đối với tinh thể và lục lạc thì nó có chứa ADN ribosome ở trong chất nền, vậy nên đáp án của chúng mình sẽ là đáp án D. Câu thứ 8, nhận định lạc sau đây sai. A, tinh thể và lục lạc có khả năng hấp thụ ánh sáng. D, tinh thể và lục lạc đều có khả năng tự nhân đôi. C, tinh thể và lục lạc đều có khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào. Và D là tinh thể và lục lạc đều có màng kép bao bọc. Thì ở đây đáp án D chúng ta thấy đúng rồi. Đối với lục lạc thì là hai màng kép trơn nhẵn, còn đối với tinh thể thì là màng ngoài trơn nhẵn, màng trong thì gấp khúc tạo thành các màng. Tiếp theo, tinh thể và lục lạc thì đều có khả năng cung cấp năng lượng cho tế bào. Ý này có đúng không ạ? Ý này là sai. Bởi vì sao? Bởi vì tinh thể thì chắc chắn là nó sẽ cung cấp năng lượng rồi, nó sẽ là nhà máy điện của tế bào cơ. Còn lục lạc lại là nơi mà sử dụng những cái năng lượng đấy để mà chuyển hóa các cái hợp chất vô cơ thành các hợp chất hữu cơ và tổng hợp lên các cái chất dự trữ cho tế bào. Vậy là một bên sản xuất năng lượng và một bên tiêu thụ năng lượng. Chưa? Đáp án của chúng mình sẽ là đáp án C. Chưa? Chuyển sang câu thứ 9. Các lysosome ban đầu hay là sơ cấp được tạo ra ở tế bào nào? À, câu thứ 9. Các lysosome ban đầu hay là các lysosome sơ cấp thì được tạo ra ở bào quan nào? A là tế bào chất, B là thể Golgi, C là nhân và D là ribosome. Thì ở đây ribosome của chúng ta là nơi sản xuất ra protein, nhân là nơi lưu trữ thông tin và là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào. Về tế bào chất thì nó là cái vùng nằm giữa cả sinh chất và vùng nhân hoặc là nhân. Thì nó có thể là có bào tương, được chưa? Bào tương. Và một số chứa một số các bào quan khác, nhưng nó không thể tạo ra được các bào quan khác. Vậy nên chúng ta chỉ còn đáp án B là thể Golgi thôi. Và ở thể Golgi thì lysosome thì nó sẽ được hình thành giống như túi tiết, nhưng mà nó sẽ không được bài xuất ra bên ngoài. Đáp án của chúng mình sẽ là đáp án B. Câu thứ 10. Trong quá trình phát triển của nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch, bào quan nào chứa enzyme phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là A là lưới nội chất, B là bộ máy Golgi, C là lysosome và D là ribosome. Thì đây chúng ta thấy là ribosome là bào quan có nhiệm vụ tổng hợp protein, đúng không ạ? Bộ máy Golgi thì là nơi đóng gói các sản phẩm. Lưới nội chất thì ở lưới nội chất hạt thì cũng có nhiệm vụ là sản xuất ra protein. Lưới nội chất trơn thì có thể là tổng hợp hình thành lên, vận chuyển lên lipid, rồi thì hỗ
phân giải các chất độc hại có hại cho cơ thể. Chúng ta chỉ còn lysosome thôi đúng không ạ? Đáp án của chúng mình sẽ là đáp án C, bởi vì đuôi ếch nó khi mà nó không còn tác dụng đối với cái đời sống sau này của con ếch nữa thì nó sẽ được mặc định coi là những cái cơ quan hoặc là cái tổ chức mà không cần thiết. Và vì nó không cần thiết nữa nên là lysosome sẽ đảm nhiệm cái chức năng là phân hủy nó. Vậy nên lysosome nó còn có một cái tên gọi khác là phân xưởng tái chế rác thải của tế bào của chồng. Câu thứ 11, tế bào nào có không bào lớn? A là động vật, B là thực vật, C là nấm và D là vi khuẩn. Đối với không bào thì chúng ta thấy là ở động vật cũng có không bào, vi khuẩn cũng có không bào, thực vật cũng có không bào. Tuy nhiên nó khi nói đến không bào lớn thì người ta sẽ nói đến thực vật. Tế bào thực vật thì nó sẽ có không bào lớn hoặc là nhiều không bào với các loại chức năng khác nhau. Đáp án của chúng mình sẽ là đáp án B. Còn đối với động vật hay là vi khuẩn thì nó sẽ là không bào tiêu hóa hoặc là không bào có bót. Chủ yếu là vi khuẩn là không bào tiêu hóa hoặc không bào có bót. Không bào thực vật thì động vật thì nhỏ hơn hoặc là thậm chí là không có. Câu thứ 12, hoa và lá đều được cấu tạo từ tế bào. Câu 12, hoa và lá đều được cấu tạo từ tế bào thực vật, nhưng tại sao hoa lại đẹp và thơm hơn lá? A, do trong tế bào của hoa chứa nhiều vitamin có màu sắc khác nhau. B là do tế bào hoa nhận được nhiều tia sáng hơn tế bào lá. C là do trong tế bào hoa chứa nhiều chất diệp lục hơn tế bào lá. Và D là cho do không bào hoa chứa nhiều sắc tố. Thì chúng ta thấy là đối với việc chứa nhiều vitamin thì bình thường ấy, khi mà chúng ta ăn thực phẩm từ thực vật thì chúng ta thấy là bình thường thì mẹ chúng ta bảo là ăn nhiều hoa quả cho có nhiều vitamin, nhưng chủ yếu thì nó sẽ tập trung vào phần quả chứ không phải là phần hoa đúng không ạ? Đây là tế bào nhận được nhiều tia sáng hơn tế bào lá thì chúng ta thấy là tế bào hoa thì làm sao mà nó to được cái diện tích tiếp xúc của bề mặt hoa thì không thể to hơn cái diện tích tiếp xúc của bề mặt lá rồi, ngoại trừ những cái loại hoa mà có cái hoa to bự to trà bá đúng không ạ? Còn đa số các loại hoa của thực vật thì đều nhỏ hơn lá cả, vậy nên là nó không thể nhận được nhiều tia sáng hơn tế bào lá. Còn tiếp theo là do tế bào hoa chứa nhiều chất diệp lục hơn tế bào lá thì câu này hoàn toàn sai, bởi vì diệp lục thì thường xuất hiện nhiều ở lá đúng không ạ? Nó sẽ thường xuất hiện nhiều ở lá hơn, vậy nên chúng ta sẽ có đáp án B thôi, bởi vì không bảo hoa thì chứa nhiều sắc tố hơn, thậm chí nó còn được gọi là cái túi đựng mỹ phẩm nữa cơ đúng không ạ? Không bảo hoa thì người ta còn được ví là túi đựng mỹ phẩm chứa các sắc tố tạo nên màu sắc cho hoa, màu sắc và mùi hương cho hoa, nên là nó sẽ thơm và đẹp hơn lá. Đáp án của câu này sẽ là đáp án D, được chưa? Câu thứ 13, vì sao lysosome được ví như một phân xưởng tái chế rác thải? A là vì có cấu tạo một lớp màng, B là vì trong lysosome có chứa enzyme thủy phân, C là vì có cấu trúc dạng túi và D là có các hạt lysosome đính trên màng. Ở đây chúng ta thấy là các hạt ribosome đính trên màng này thì nó sẽ là cấu trúc của lưới của chất hạt đúng không ạ? Có thể loại bỏ các bản tin này rồi. Tiếp theo, cấu trúc dạng túi thì ở đây là cấu trúc của granma hoặc là cấu trúc của thể Golgi. Cái đáp án C này cũng sai rồi. Cấu tạo một lớp màng thì đâu có phải mỗi lysosome có cấu tạo một lớp màng đúng không ạ? Chúng ta có những câu phía trước ví dụ như là peroxisome hay gliosisome nó cũng có cấu tạo một lớp màng, nhưng nó không phải là cấu trúc xưởng tái chế rác thải. Ngoài lên chúng ta sẽ chỉ có đáp án D là bởi vì bên trong lysosome có chứa các enzyme thủy phân có khả năng thủy phân các tế bào già, các bào quang già và các tế bào bị tổn thương mà không có khả năng hồi phục nữa, hoặc là một số những cái phân tử hữu cơ, đại phân tử hữu cơ như là protein hay là acid nucleic vân vân. Vậy nên là nó mới được ví như phân xưởng tái chế rác thải. Đáp án của chúng mình ở đây sẽ là đáp án B.
Sang của chúng mình sẽ là đáp án B được chưa? Rồi thì nội dung bài học hôm nay của chúng ta đã kết thúc ở đây. Các bạn nhớ là hoàn thiện các bài tập trong sách giáo khoa và trong vở bài học, trong vở bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.